Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Đức Bình, hay còn được biết đến với nickname là Chim Sẻ Nắng. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong kênh YouTube chính thức của mình. Chín chum uống có trách nhiệm. Vâng, sẽ cầm phu màu 297, cầm IA chuyên bệnh. Vâng, cầm AC vào cua, anh là người cầm baby bên kia, hai Egypt của Dương Còi và BB Pan đến từ tiểu màn thầu, và cuối cùng Bell, anh là người cầm Greg. Vâng, thấy bảo kèo của Game TV đánh với Sài Gòn thì các anh đang đánh được hết C2 thì gần đi, vâng, phải đưa đi viện cấp cứu. Thấy bảo là đau dạ dày, theo thông tin cập nhật về là đang nằm trong viện truyền nước. Một ngày cứ làm được khoảng 2 lít rượu, xong là một can bia và nữa, rồi cứ vào 3 ra 7. Việc đau dạ dày cũng là việc có lẽ là không sớm thì muộn thôi. Con người sống hào sảng như Gunny, nên là mỗi khi đánh kèo lại phải làm tí bia tí rượu vào hàng ngày. Một cái thế mà thụt nó là khá sâu, nên với đội bạn có hai zip đấy. Và vâng, còn tan nó còn chém khá là đột biến. Quân là cân thôi. Khi mà bên mình quân là hệ và dễ đánh cả 4 con, nhưng với đội bạn thì nó có 2 zip, vẫn có một cái gì đấy, nó có một cái lợi thế, nó khá là ưu riêng cá biệt của nó. Hai quả phụ thì phô đến từ tụi chim sẻ. Tỷ số đang là 1-2 về C, 3 C đấu và đều kết thúc với tỷ số là 3-2. Nhiều voi đến từ 97 rồi, bài đẹp. Đưa voi về và đưa dân ra quả phụ nữa thôi. Đây là tươi rồi. Dân IA câu voi tuần vừa rồi, may không bị ăn một quả gầy. Sẽ có gò sâu lên một trên một chút để cho 97 nó dâng, nhưng mà đánh cung không thì mới yên tâm được. Thế mà chim sẻ phải đánh cung. AC đầu cánh với từ 97 đánh cung rồi. Dường như gặp nhà 17 à, BB Egypt đấy. Thì vua anh sẽ có một cái trận đấu mà vâng, đi dâng L thì đi dâng L luôn thôi. Donna E.
Dâng là đến từ Gua, quay lại với 97 rồi. Tầm này cũng đang đóng nhận điều kiện rồi. Một bài thì dâng đến từ 97 sẽ bằng cơ cấu tôi đánh Nga trong trận thi đấu này hợp lý. Đóng thêm cái S nữa và thêm 7 hiệu 5. Tránh cái tình trạng mình dẫn 2-1 xong toàn đẻ bị bật C thôi. Ban đầu cánh 2L nhá. Ban đầu cánh hai, ban đầu cánh sẽ hai L lên đời rồi đấy nhá. Chiến chung uống có trách nhiệm. Bên kia vòng vua là người đi chém và mạnh đẩy tê ra đang bắn luôn vào trong thủ môn 7 BB Egypt, chọc luôn rồi L2 luôn. Ưng may và giữ được một con nông dân đến từ vua chứ không thì chắc là cũng nghiệt. Thằng ba nó đang trong gió 97 thôi. Còn thằng Greg đi dâng L nữa đấy. Chưa ai chọc vào nhà các thủ chim sẻ thời điểm này. 97. Vâng, thì bị con ngựa sò đến từ 1 năm chọc vào rồi. Đây là truy mạnh. Kết hợp luôn ăn hoàng vai quả phía bên ngoài. Ô 7 chết đấy nhá. 7 không thi đấu đâu đấy. Ui xuống lạc đà tươi một chút thôi là 7 chết rồi đấy. Một tấn công tê tốt đến từ mạnh. Con TAC bắn nó vẫn thấm vào. Cảm giác vẫn thấm bây giờ mới thấy con tôn. Mà Garek bên phía đội bạn dâng L đang chém vào. Mà đánh máy chim sẻ. Chém view một cái ở đâu đấy và bỏ thủ 7 đi vào trong luôn nè. Chém vua bỏ vào trong luôn. Để khung giờ cũng thủ chim mạnh đẩy ra thôi. Mạnh thế khung giờ ngay đầu cánh đấy thôi. Bốn A đến từ Phonesian hệ ép quân nhưng Pan vẫn là cực kỳ đông lạc đà trong 6-7 con cua lạc đà vào cái thời điểm này. Vâng, nó nhìn thấy xẻ cảm giác nó cũng dám vào à? Tới đấy nó băm thì xẻ chắc phải mất tầm khoảng 4 khung giờ bên ngoài. Nó xấu lạc đà tới đấy nó băm xẻ chết chặt đi chứ. Mà nó nhìn thấy mà không hiểu sao nó không băm. Chạy dân đi, mó hai chạy dân. Xong cái đó vua vào thẳng trong luôn. Vào thẳng trong luôn. Vào thế mà đang vào thẳng luôn nhằm thủ mố 8 bên phía đội bạn. Truy mạnh tham 30. Như vậy là bị Garek bên phía đội bạn dâng vào chém và cũng giạt nhà luôn. Bộ 7 thì không còn quá khỏe. Trong cái đó thì vào chim sẻ đang tận dụng ra khá nhiều ruộng trong cái hốc con này thôi. Đẩy được giờ đi bắn vào nhà âm thủ màu 5. Bên mình đông chém nhá, mình đông chém đấy vào 60 tôn. Thằng năm chết thêm quanh ruộng nữa rồi đấy. Một tôn đang công và đeo thủ màu 6 đến từ Duy Mạnh và Gua. Tập trung đèo bên ngoài nó chết đấy mà. Tập trung đèo bên ngoài nó chết đấy mà. Kìa để quân kìa. Tập trung đèo bên ngoài nhá. Còn trong cái đó Gua có lọt vào phía bên trong không? Cố gắng hốp trận này đi. Tám về đỡ cho hai ba con chém thôi. Giật ra đi, giật ra đi. Lạc đà cảm giác khá nhiều nhưng kết hợp với khung giờ không phải là quá khỏe. Mạnh mất tham đấy nhá, mạnh tham 2x rồi đấy. Tham mình vẫn đang là đi.
Hòa Bình vẫn đang là đi. Chim sẻ đánh thế cân bản đồ thôi, nở tham gia. Không thì về chém lại cho thằng 7 một tơn nhá, anh em về chém lại cho thằng 7 một tơn. Nhưng mà màu 6 cái đánh như thế là ép quân ra để thủ và giật hốc rồi đấy. Vâng, giật hẳn lên 12 giờ để thủ, tham cân lại đấy nhá. Ba thằng 6, 7, 8 của nó hồi lại ra đấy, còn thằng 7 là Egypt đấy. Tôn mà ốp chết hẳn màu 7 đi thì tươi. Thành ra vào trong cũng ốp nhầm thùng màu 6. Vua phải quay lại chém bay nhầm thùng màu 7 đi thôi. Đây là màn hình máy chim sẻ. Thằng 5 nó còn đông lạc đà đấy nhở. Bên mình hai nhà yếu rồi đấy nhá, còn mỗi một nhà cung đánh tới một nhà cung đấy, còn bên kia là hai nhà cung nở đấy nhá. Cẩn thận đấy. Thế với các bạn là hai nhà cung nở ra đấy. Vua phải có tình huống gì tốt để thổi bay nhà cung thủ màu 7 đi. Bệnh có còn con cung giờ đâu không? Không thì 97 vào cung đi. 97 vào cung với vua, vào luôn nhà thằng thằng 7 một tôn đi. Năm nó chỉ có lạc đà thôi. Tham lại. Tham cân lại cái mà chim sẻ đấy đắng nó bắt đầu nở được ra. Có không còn mà ông sẻ ông già ruộng nhìn vâng chống với cả mặt. Thừa vàng bơm cho sẻ nó nâng bản đồ với lại các thứ nhá. Giờ lạc đà màu 5 chơi luôn. Trèo dốc một kẹo một tơn ông sẻ chơi luôn. Thời điểm trước 97 cái nào cùng với vua vào nhà 7 đi để bây giờ 7 nó đang nở ra được rồi. Tiếp tục quay trở lại với màn hình máy của chủ chim sẻ thôi. Dân 4 kìa. Lạc đà ấp vào một tôn. Còn đây là chim bệnh lại tím rồi. 97 vâng, còn lại 8 con ngựa chém. Em chờ em đi, em có quân thì em mới đi được chứ. Ô lọt được vào nhà màu 6 một tôn đến từ 97. Xẻ đâu có đẩy quân xuống không? Lọt rồi này. Xẻ có đẩy cung xuống không? Xẻ đẩy phải có xẻ đẩy xuống đấy, chứ không tôi này nó về nó vẫn bắt hết đồ thôi. Đây rồi, 6 bay nhá. Như vậy là nhiều của đâu sẽ 6 tôn bay được tuần này. 6 bay được tuần này đấy, xẻ tham lai là gần 120. Một cái hốc con đấy thì thủ chim sẻ, tôi vẫn đang chờ thủ chim sẻ anh lên tiếng ở trong trận thi đấu này. Vâng, cả màu 3 cũng đang có mặt ở đây đến từ vua. Một thế mà Phô Lê Sian mà nở tham được khoảng 1 lít nổ lên thì tham của Phô nó nở sẽ là mạnh lắm. Mỗi sẻ đánh rồi đấy, mình thấy mỗi sẻ đánh với lạc đà của màu 3 còn đảo rồi đấy. Màu 5 đang đưa lạc đà về rồi đó. Vua, đấy lạc đà em. Vâng, lạc đà với bạn khá đông đến từ màu 5. Lùi về một tôn đi để chờ vâng sẻ mang thêm quân xuống. Vậy phải cố gắng hồi lại nhá, phải lưu, bắt buộc phải lưu chết được một thằng cung với bạn đấy. Chứ còn không thì thế một mình chim sẻ gánh đấy. Lạc
lượng cung giờ là trâu đến từ chim sẻ, tầm này thì vâng dí ông nào cũng được, vẫn buộc phải dí chết một ông. Bảy phải cố gắng hồi lại luôn, lấy cung giờ một hốt với nhá. Giờ đến nhà thủ mộ bảy trong tuần này rồi. Giờ Volesian đang dúi vào một tôn, đang dúi vào một tôn vào nhà thủ đội bạn. Xẻ ở nhà cố gắng bò bế cơ cấu kín một chút vào để cho nó đỡ mất tay, nó vào nhà em nó móc. Tôi này xẻ đang có ý định muốn đẩy bay nhà thủ mộ bảy đi. Mộ bảy bắt đầu có lẽ tầm này phải sóc mạnh dân, đẩy thế sóc mạnh dân đến mộ bảy. Thằng ba nó còn mỗi bằng đấy lạc đà thôi nhá, nở tôn bây giờ ra thủ nhà thủ đoang đấy. Vâng, đánh gấp tham luôn nhà thủ mộ bảy trong tình huống này. Thì chim sẻ anh đang có hai kích cung giờ dồn vào, một tôn dồn xuống đến từ thủ chim sẻ, đứng dốc đến từ cung giờ của Egip, có lẽ là full công nghệ. Màu năm lọt kìa, vâng màu năm đang lọt một tôn. Không 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 việc gì, để ý tân ốp em nhá, để ý tân ốp đấy, bắt buộc phải cho cầu thủ mùa bảy đấy chết. Nhà màu sáu là một cái hốc cực kỳ lom rom thôi. Một đánh ba đến từ vào trận thi đấu này thì cho cầu thủ chim sẻ đi nắng. Anh sẽ cân lại, anh sẽ cân lại. Một cái hốc mà tôi nghĩ rằng nếu người khác thì cũng không ra được bằng đấy ruộng. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, nói không phải là theo mê tín, nhưng đối với ruộng thực sự là thông minh. Đẩy một tôn ra bên phía đội bạn đang dồn liên tiếp chém cái thứ vào. Màu sáu lại bắt đầu dồn quân sang. Thì truy mạnh tầm này cố gắng anh phải hồi lại để có khả năng có quân thi đấu một chút đi. 103 đến từ chim sẻ. Nếu ruộng nhá. Thằng 7 nó bay thôi mà, có gì đâu, thằng 6 nó chỉ là cái hốc lom rom thôi. Cố gắng vâng, truy mạnh cố gắng hồi lại một chút. Có quân thi đấu ra tươi. Kín rồi, kín rồi. Bạn giúp vào trong đấy luôn đi. 304 đến từ thủ chim sẻ. Đẩy xuống một tôn trong tuần này. Gua vẫn còn lạc đà. Tôn này gua đảo thôi, tôn này gua để đi cùng với lệ sẻ mà đảo thôi, đừng có lao vào trước. Đảo một tôn cho tầng 6 rồi bay luôn đi là tươi rồi đấy. Ok. Chạy chạy chạy. Đảo. Đảo. Ôi chơi luôn tôn này đấy, không phải đảo đâu. Chơi luôn tôn này không phải đảo, được chưa? Chơi luôn tôn này. Chạy đâu? Chạy đi đâu? Định làm gì? Các ông định làm gì? Ôi nó hai ba con tầm này thầm ban hết lạc đào rồi, hai ba con thôi không sợ. Thằng sẻ là 150 một tôn mà bị bắt hết một kích cung giờ to đến từ màu 6. Thì sẻ anh sẽ có một tôn cung giờ rúi thẳng vào nhà màu 6 tôn này. Các bạn nhìn bản đồ con có thể thấy lượng cung giờ chim sẻ nó không hề ít, một cái bài tham phô nó nở và thiêu khá nhiều quân ở trong trận thi đấu này rồi, nhưng sẻ vẫn đang còn khá đông quân dồn lên. Đi lôi màu 6 không cửa chạy. Không cửa chạy. Vâng, dí tỏi và một người bạn Châu Việt Bình đến đây. Một tôn lọt nhà nhẹ. Ôi nơi để cung giờ nhà nhá, bon nhỏ ruộng đầu ruộng vào. Cung giờ nhà thủ được đấy. Nó chỉ là tôn chém cuối thôi. Châu Việt Bình đến đây. Béo ơi. À quên, xin lỗi Dương Tỏi. Thằng 97 thì ngồi ngoài hút hết 3 điếu thuốc rồi. Và đồng đội không ai đánh cả. Quyết được chưa? Vâng, màu 7 lại có cung sang gồng cánh đỡ cho nhau. Tôi mệt mỏi với các ông rồi đấy. Mệt mỏi thực sự và BB thì sai. Cân bản đồ. Được chưa? Kẻ khóc thì phải có người cười. Như vậy là 1-0 cho xe đấu thứ tư. Một trận đánh tốt đến từ thủ chim sẻ. Chiến chung, uống có trách nhiệm. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi các video của mình. Đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Và đừng quên hãy để lại các bình luận cũng như là nhận xét ở phía dưới phần comment.